trong khi các bạn đã làm ở những công ty này kia, lương 1000 đô ở cái thời điểm mới ra trường ạ, thì mình vẫn ở đây làm startup và cảm thấy là không đủ tự trả lương cho chính mình. Mình ở công ty, mình bốc điện thoại lên gọi cho mẹ và nói là mẹ ơi, con cảm thấy là con không hạnh phúc ở cái công việc này, con có thể nghỉ việc được không? Và lúc đấy mẹ mình bảo là ok, con nghỉ đi, mẹ sẽ nuôi con. Khi mà mình làm việc, mình cũng cảm thấy như là mình sống và mình thấy vui bởi vì mình được làm việc. Bạn là ai? Kinh nghiệm làm việc của bạn như thế nào? Xin chào tất cả mọi người, mình là Nga Lê Vi, đồng sáng lập của Spyroom. Hiện tại thì mình đã có 7 năm đồng hành cùng với Spyroom trên cương vị là một người làm rất nhiều thứ, từ những việc chân tay cho đến những việc hại não. Và nếu mà để nói về mặt chuyên môn công việc thì chắc là mình sẽ có khá là nhiều kinh nghiệm làm việc với các bạn trẻ, cũng như là trong mảng xuất bản và mảng truyền thông marketing. Việc chân tay mà bạn nói đến là việc gì? Công việc chân tay đầu tiên của mình với tư cách là một công việc nghiêm túc ở Spyroom là công việc đóng hàng, chính xác là đóng sách. Thì đấy là cái cuốn sách đầu tiên của bọn mình phát hành ra. Và lúc đấy thì bọn mình còn không biết là phải tổ chức một cái quy trình bán hàng hay là một cái chuỗi logistics nó phải xây dựng hay là phải vận hành như thế nào. Thì cái cuốn sách đầu tiên đấy thì bọn mình đã đóng hàng ở nhà của bạn founder và đóng đến khoảng 12 giờ đêm. Và bọn mình phải tự tay đóng từng cái, gấp từng cái hộp giống như là gấp hộp pizza mà các bạn hay xem ở trong phim, ví dụ Parasite á. Sau đấy thì cho cuốn sách và cho rất nhiều các cái item vào trong đấy và dán băng dính, rồi nói chung là đóng thành một cái hộp hoàn chỉnh. Và sau đấy thì lên làm tất cả những cái công việc ship hàng cho khách, tất nhiên chuyển qua đơn vị vận chuyển thôi, và thu tiền, rồi xử lý những cái đơn hàng bị hoàn, bị hủy, bị lỗi. Và đợt đấy bọn mình làm thì có rất là nhiều đơn hàng bị lỗi và bị thất lạc. Thì đấy là trải nghiệm có thể nói là chân tay đầu tiên của bọn mình ở Spyroom. Bạn bắt đầu khởi nghiệp như thế nào? Bọn mình bắt đầu khởi nghiệp từ không phải hoành tráng như là những người làm khởi nghiệp từng hay nghĩ. Mà thật ra thì ý tưởng rất đơn giản là bọn mình có một số người quen gọi vào làm một cái dự án. Và sau đấy thì dự án ban đầu đấy nó đã chuyển thành rất nhiều những cái dự án khác nhau. Và cuối cùng thì nó đến được cái Spyroom như hiện tại. Và cái câu chuyện khởi nghiệp đấy thì lúc đầu thì mình hoàn toàn cũng chỉ nghĩ là có một dự án thú vị thì mình cũng muốn thử làm. Nhưng sau đấy không ngờ là nó lại gắn bó và nó trở thành một cái gì đấy mà bọn mình cảm thấy là không thể nào mà dứt ra được, và bọn mình phải muốn làm đến tận cùng của cái ý tưởng đấy. Và thế là cái hệ sinh thái Spyroom đã ra đời từ đấy. Bạn đã bao giờ bị chê chưa, và cảm xúc khi đấy như thế nào? Nếu mà nói là bị chê thì bọn mình thực sự là bị chê rất là nhiều lần luôn. Một lần mà mình cực kỳ ấn tượng đấy là khi bọn mình đến một cái hội chợ về khởi nghiệp cách đây cũng khá là nhiều năm rồi. Thì mình và bạn founder đến hội chợ khởi nghiệp đấy, và bọn mình gặp một anh nhà đầu tư cũng rất là uy tín ở trong giới các nhà đầu tư. Và anh ấy đã nói bọn mình một câu là anh thấy ý tưởng của em cũng hay đấy, nhưng mà bao giờ có 1 triệu người dùng thì mới hãy nghĩ đến chuyện gọi vốn. Bây giờ thì cứ về đấy đã. Đấy thì đấy không biết là có chính xác là một lời chê không, nhưng mà đấy là một cái câu mà bọn mình luôn, một mặt thì cảm thấy là luôn ghim ở trong lòng và cảm thấy là cần phải mình phải chứng minh được cái điều đấy là đúng. Và mặc dù bây giờ Spyroom đã phát triển hơn và đã trở thành một hệ sinh thái cũng rất là lớn mạnh và có những cái thành tựu nhất định rồi, thế nhưng bọn mình vẫn cảm thấy là có thể là đấy là lời chê, nhưng mà đấy cũng là một cái sự gọi là thúc đẩy để cho bọn mình có cái động lực đạt được cái những cái cột mốc lớn hơn nữa. Cảm xúc của bạn trong lần đầu tiên khi mà kiếm được tiền từ công ty là như thế nào? Khi bọn mình start up thì cái câu chuyện kiếm tiền ở cái giai đoạn đầu nó rất là mông lung. Bọn mình chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ nếu mà mình làm một cộng đồng rất là lớn, mình có rất nhiều người dùng thì chắc chắn là mình sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà lúc đấy làm thế nào để kiếm được tiền thì không hề biết. Thì cái lần đầu tiên mà mình vẫn nhớ là bọn mình chốt được một cái hợp đồng làm dịch vụ content với một cái công ty này về một lĩnh vực tương đối là kỹ thuật đặc thù á, mình cũng không nhớ chính xác nữa. Và làm được cái job đấy thì mình nhớ là tháng đấy là bọn mình đủ tiền để trả lương cho mọi người. Đấy là cảm giác cực kỳ sung sướng, và phải đi gặp khách rất là nhiều, phải làm lên làm xuống, viết nhiều bài viết, làm nhiều nội dung này kia, chỉnh sửa qua lại rất là nhiều. Thế nhưng mà tháng đấy bọn mình có đủ tiền để trả lương cho anh em. Thì đấy là cảm xúc, cảm thấy là cái job đầu tiên thành công mà khiến cho mình không thể nào mà quên được. Bạn đã bao giờ bị peer pressure khi làm startup? Chính xác là luôn luôn bị peer pressure rất là nhiều.
Và đặc biệt là trong cái giai đoạn khoảng 3 năm đầu tiên làm startup thì cảm giác lúc nào cũng là khi mà mọi người cùng ở trường ngoại thương đi ra, mọi người cũng là học sinh xuất sắc rồi có học bổng này kia rồi từng đạt được rất nhiều thành tích, nhưng mà trong khi các bạn đã làm ở những công ty này kia lương nghìn đô ở cái thời điểm mới ra trường thì mình vẫn ở đây làm startup và cảm thấy là không đủ tự trả lương cho chính mình. Thì đấy là một cái chặng đường rất dài và bọn mình cũng phải cố gắng rất là nhiều để có thể vượt qua được cái cảm xúc đấy. Đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cái chuyện đấy bọn mình đã vượt qua được khá là ổn rồi, bởi vì cái sự so sánh khi mà mình thực sự hiểu bản chất ấy là cái gì là cái tạo nên giá trị của một con người, tạo nên giá trị của bản thân mình. Nó sẽ là thu nhập, nó sẽ là kiến thức, nó sẽ là những mối quan hệ, nó sẽ là những cái tài sản ở nhiều hình thức khác nhau. Thì bọn mình cảm thấy là có thể về mặt gọi là thu nhập đi thì có thể mình vẫn không bằng người này người kia, thế nhưng mà về mặt tài sản, về mặt những mối quan hệ, về mặt giá trị thì bọn mình có rất là nhiều. Và khi mà mình đã tự tin và mình đã hiểu về bản thân là mình có giá trị gì thì mình sẽ không cảm thấy nao núng trong cái câu chuyện là mình đi một con đường rất dài và mình cần nhiều thời gian để đến được cái đích và đến được cái mục tiêu đấy. Thì đôi khi mình chỉ cần hiểu rõ là cái đích đến của mình thì cái chặng đường nó sẽ trở nên rất là enjoy, rất là happy. Và mình nghĩ là trong khoảng vài năm trở lại đây thì mình cũng không còn cái cảm giác peer pressure giống như là những năm đầu của mình làm startup nữa. Và nó chỉ là cảm giác là ok, công việc mình đã làm đủ tốt hay chưa, mình có thể làm gì để tốt hơn hay không. Và đấy là cảm giác tự áp lực với chính mình, chứ nó không còn là cái cảm giác đi so sánh mình với người khác nữa. Chắc là bọn mình đã vượt qua giai đoạn đấy rồi. Đâu là khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy như là mình có thể thành công? Chắc là vẫn quay lại cái câu chuyện cái lần mà bọn mình xuất bản cuốn sách đầu tiên của Swyroom. Thì đấy là thời điểm mà trong vòng một tuần hoặc hơn một tuần gì đó, mình nhớ không chính xác lắm, bọn mình gọi là được 1.000 cái đơn đặt hàng đầu tiên. Thì bọn mình nghĩ là ok, đây là lúc mà mình phải toàn tâm toàn ý và phải tập trung cho Swyroom và để đẩy nó đến giới hạn. Tất nhiên có rất nhiều những khoảnh khắc khác mà bọn mình, ví dụ như là những cái cột mốc về user hay là những cái cột mốc về mặt tăng trưởng các kênh chẳng hạn thế, nhưng mà cái cột mốc và về mặt là khi mà mình tạo ra được doanh thu ấy, nó luôn luôn là một điều quan trọng với cả một cái công ty startup. Thì lúc mà bọn mình đạt được cái con số là 1.000 đơn hàng pre-order đặt trước đầu tiên cho cái sản phẩm đầu tiên của bọn mình, thì bọn mình cảm thấy là ok, bây giờ đã đến lúc phải toàn tâm toàn ý cho nó. Và lúc đấy thì bọn mình còn đang gọi là chân trong chân ngoài, tức là cũng đang làm ở những nơi khác để có thêm thu nhập, và một mặt là cũng làm Swyroom, thì bọn mình quyết định là nghỉ việc ở những nơi đấy và bản thân mình quay về với cả Swyroom để commit full time cho cái giai đoạn đấy. Và đấy thực sự là một cái cột mốc rất là đáng nhớ. Gia đình bạn nghĩ gì khi mà bạn làm startup? Khi mà mình bắt đầu làm startup những ngày tháng đầu tiên thì bố mẹ mình rất khó hiểu, là không hiểu tại sao lại phải làm một cái công việc thiếu ổn định như thế với cái mức thu nhập thấp như thế. Tức là bố mẹ cũng không quá gọi là phản đối một cách ra mặt, nhưng mà bố mẹ luôn luôn nói là ở ngoài kia có những cái sự lựa chọn tốt hơn, ví dụ như là đi làm công việc A, công việc B, công việc C, và với cái bằng của con hay là với cái năng lực của con thì hoàn toàn có thể đạt được cái việc đấy. Thì cũng có một khoảng thời gian là mình đi làm cái công việc ở ngoài của một cái tập đoàn lớn, và mình cũng chứng minh được với bố mẹ là mình cũng có thể làm cái công việc đấy, nhưng cái công việc đấy thì nó không làm cho con hạnh phúc. Và đấy là lý do và một ngày khi mà mình chuẩn bị nghỉ cái công việc đấy thì mình ở công ty, mình bốc điện thoại lên gọi cho mẹ và nói là mẹ ơi, con cảm thấy là con không hạnh phúc ở cái công việc này, con có thể nghỉ việc được không? Và lúc đấy mẹ mình bảo là ok, con nghỉ đi, mẹ sẽ nuôi con. Thì tất nhiên là mẹ mình lúc đấy chỉ nói thế thôi, sau đấy mẹ mình lại bảo là thôi con cân nhắc lại đi. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ là một mặt thì gia đình rất là lo lắng cho mình trong cái quá trình làm startup và cũng nhiều lần khuyên mình là thôi đi làm công việc khác đi, nhưng mà mặt khác thì khi mà mình và đồng nghiệp của mình và những người ở Swyroom, bọn mình dần dần chứng minh được những cái cột mốc nhất định là mình có những cái thành tựu nhỏ
đầu tiên là có những cái công, những cái job đầu tiên, những cái doanh thu đầu tiên, những đồng doanh thu đầu tiên. Sau đấy là mình xây dựng các cái team, các cái đội nhóm, từng bộ phận hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra doanh thu tốt hơn, cộng đồng phát triển mạnh hơn, và bọn mình có thể tự, nói chung là tự lo cho bản thân và tự lo cho công ty. Thì bây giờ bố mẹ cũng, gia đình cũng không còn có một chút gì phản đối nữa, và gọi là chỉ thương thôi, chỉ thương là ok, con gái làm startup thì rất là vất vả, hay là có những cái phải gọi là phải lăn lộn, phải phải bươn trải nhiều hơn so với những người mà đi làm những cái công ty bình thường, đi làm thuê bình thường. Thì đó, mình nghĩ là đấy là những cái trải nghiệm với gia đình. Nhưng mà mặt khác thì gia đình cũng là cái chỗ dựa, tức là khi mà mình nói là mình không hạnh phúc ở một nơi nào đấy thì mọi người đều ủng hộ là mình có thể quay về làm spy room chẳng hạn. Thì đấy là câu chuyện về gia đình. Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân? Mình nghĩ bây giờ cái khái niệm mà gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mọi người hay nói là work-life balance, thì nó đã thay đổi hơn một tí rồi. Và mình nghĩ là mình thì thiên về trường phái, không phải là work-life balance, tức là phải cục này là công việc, cục này là cuộc sống, và mình phải tách hai cái cục đấy ra thật là tách bạch. Và với mình thì nó là work-life integrated, tức là khi mình làm việc mình cũng cảm thấy như là mình sống và mình thấy vui bởi vì mình được làm việc, và mình cũng không cảm thấy là mình phải chia quá là rõ ràng hay quá là rạch ròi, mà đôi khi là mình sẽ có những cái sự tối ưu hợp lý. Ví dụ như là mình sẽ dành thời gian với gia đình trong những khoảng thời gian cụ thể, nhưng mà đôi khi mình sẽ tranh thủ để làm được việc này việc kia với công việc, đôi khi vẫn có thể là đi cùng gia đình và gọi điện cho đồng nghiệp chẳng hạn thế. Và thật ra mình cảm thấy là nó không nhất thiết phải quá gọi là tách bạch, như kiểu là bạn làm 8 tiếng ở công sở và sau đấy bạn đóng cửa đi về thì cái thế giới công sở nó khép lại và bạn hoàn toàn quên, bạn mất ký ức về cái đấy và bạn chỉ có về gia đình thôi. Với mình thì thật ra có rất là nhiều ngày hay rất là nhiều đêm mình nằm suy nghĩ về công việc, và thậm chí có những ý tưởng cực kỳ hay ho nảy ra trong lúc mà ngủ mơ. Thì mình nghĩ là miễn là cái công việc là cái thứ mà mình yêu thích thì mình nghĩ là nó sẽ đan xen vào cuộc sống như thế. Nhưng mà cũng phải nói đến câu chuyện là phải chú ý chăm sóc bản thân theo khía cạnh là sức khỏe và theo khía cạnh là thời gian để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tức là mình được cho mình làm những cái thứ khiến mình vui. Và ví dụ mình có cái sở thích là xem phim chẳng hạn, thì trong một thời gian khá là dài mình đã gọi là, vì thời gian có giới hạn ấy, mình đã quên, mình đã bỏ lơ cái chuyện đấy và mình nghĩ là thôi bây giờ thời gian không có thì mình thôi lúc nào mình xem cũng được ấy. Nhưng mà sau một thời gian thì mình nhận thấy là chuyện đấy nó cũng không nên như vậy. Mình nên cho mình được cái thời gian để chăm sóc bản thân và quan trọng đến giấc ngủ này, hay là cái chuyện dinh dưỡng của bản thân, thì đấy là vấn đề rất quan trọng. Thế còn không nhất thiết là công việc và cuộc sống nó phải là hai cái mảng quá rạch ròi. Đôi khi nếu mà công việc là mình vui thì kể cả thứ bảy chủ nhật mình cũng có thể mở máy lên mình làm việc vào thời gian mà mình cảm thấy là ok, tôi đã có giải quyết những cái nhu cầu khác xong rồi, tôi bây giờ tôi muốn mở ra để làm, tôi muốn vui vì được làm. Thì đấy là câu chuyện của mình. Và mình nghĩ là các bạn, mỗi người sẽ có một cái style khác nhau về câu chuyện đấy. Một lời khuyên dành cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp? Với mình thì nếu mà bạn là người không phải là có một cái tâm hồn và một cái trái tim trẻ thơ ấy, thì tốt nhất là không nên khởi nghiệp. Bởi vì trong cái câu chuyện mà đi làm khởi nghiệp, tức là làm một cái thứ gì đấy mới chưa ai làm, hoặc là làm những thứ người ta đã làm với một cái cách rất khác biệt, thì đôi khi nó cần sự hồn nhiên và sự ngây thơ ấy. Thì mình nghĩ là rất nhiều thứ của mình đạt được ở ngày hôm nay là đến từ câu chuyện bọn mình rất là ngây thơ, rất là chẳng biết gì ấy, rất là đôi khi là hơi ngớ ngẩn. Nhưng mà đấy là điều quan trọng, bởi vì khi mà mình thực sự hồn nhiên và mình rất là chân thành với những thứ mà mình mong muốn thì lại có rất nhiều người khác đến và giúp đỡ bọn mình để đạt được cái mục tiêu đấy. Cho nên là đấy, lời khuyên của mình chỉ có thế thôi.